For many, pebbles and stones may just be inanimate objects with no values. But under the hands of human, they can be turned into unique works of art. In fact, for a long time, rock art paintings have been a popular handmade craft trend among young people worldwide. The trend has also reached Vietnam, with a lot of youngsters picking up the skills. In our Connecting Cultures this week, we'll meet one such young man to learn more about his journey with rock art paintings, as well as how he incorporates Vietnamese values, especially Buddhism, into his rock art works. The tranquility of the meditating Buddha. The simplicity of life in the countryside. The cuteness of pets. And the most special thing about them all is that they are painted on natural pebbles. The creator of these artworks is Nguyễn Trung Kiên, an architecture student at National University of Civil Engineering. Nghệ thuật tranh đá này thì ở bên nước ngoài họ đã có rất lâu rồi. Thì trên một lần tình cờ có lên các trang mạng nước ngoài để tìm tài liệu dạy vẽ cho học sinh. Thì tôi có bắt gặp những bức tranh vẽ trên đá nhưng họ vẽ hoạt hình. Thoạt nhìn qua thì là mình chỉ ấn tượng về cái thể loại nghệ thuật mới này thôi, chứ không ấn tượng gì quá sâu sắc về tranh họ vẽ. Đấy, nhưng từ đó là mình cũng đã có một cái ý tưởng gì đấy để đưa những cái bức tranh mình yêu thích, đưa những cái sản phẩm thuần Việt của mình lên trên những viên đá. It can be seen from Kiên's collection that Buddhism is a major theme in his art. Under the skillful hands of this young man, it seems as if the stones have acquired a soul of their own. Đạo Phật họ luôn hướng con người ta đến những cái sự hoàn thiện nhất về cách sống, lối sống cũng như đến cốt cách của một con người. Nhưng cái đó là cái mà mình đang theo đuổi, nên là mình đang chú trọng hơn cho mảng tranh về Phật giáo. Thì các bức tranh Phật giáo của mình là chủ yếu là cái tranh sáng tác sử dụng những cái tông màu thiền tịnh hợp với lại tông màu Phật giáo của Phật Việt Nam. Đây là bức tranh mà mình tâm huyết nhất. Bức tranh này vẽ về Phật Thích Ca nhưng đã được cách điệu và có tên là An Tâm. Bức tranh này mình đã sử dụng hoàn toàn tông màu thiền tịnh để toát lên được cái vẻ đẹp Phật giáo thuần Việt của quê hương mình. Mỗi khi công việc mệt mỏi hay bộn bề cuộc sống thì chúng ta ngắm nhìn bức Phật này, chúng ta cũng cảm thấy lòng dạ mình được vui vẻ, được thanh thản và cảm giác yên bình. Đây cũng là một tác phẩm mà mình cũng khá là ưng ý, là sự kết hợp ý tưởng của một người bạn của mình. Đây là một vị Đức Phật mà theo phái mật tông họ gọi đó là Phật Dược Sư. Tuy Ngài ngủ nhưng mà gương mặt Ngài vẫn toát lên một cái vẻ an nhiên, tự tại, lúc nào cũng tràn đầy sức sống và luôn lạc quan. Thời gian đầu khi mình mới bước chân vào tranh đá thì mình cũng vẽ rất nhiều các cái danh lam thắng cảnh, phong cảnh ở Việt Nam. Dần dần thì mình chuyển dần đa dạng thể loại hơn, vẫn kết hợp vẽ tranh Việt Nam nhưng thêm cả một số thể loại tranh khác như tranh Phật, tranh động vật, tranh hoạt hình để đáp ứng được cho nhiều đối tượng khách hàng hơn. Having operated his rock painting shop for over a year, Kiên has also managed to attract quite a few enthusiasts of all ages who are interested in learning the craft. Con học với thầy Kiên cũng khá lâu rồi. Vẽ trên đá cũng thú vị. Vẽ trên đá rất khó, đá chẳng có một hình dáng nhất định nào cả. Vẽ ở trên đá cuội sẽ có nhiều khó khăn hơn là ở trên giấy hay là ở trên vải, bởi vì là vì tính chất của viên đá nó là tự nhiên và độ gồ ghề khác nhau, nó không có một hình dáng nào đấy nhất định. Mình sẽ phải lựa theo tỷ lệ của từng viên đá và ý tưởng mình muốn truyền tải vào thì sẽ dựa hoàn toàn vào bố cục có sẵn của viên đá theo tự nhiên. Vẽ trên đá cuội cần độ tỉ mỉ của người họa sĩ rất là nhiều. Mình là một con người yêu thích sự tỉ mỉ và chu toàn nên mình cảm thấy mô hình vẽ trên đá cuội này khá là hợp với mình. Mình đang ở thủ đô Hà Nội, là nơi không có núi, không có sông suối nhiều nên để tìm những đá cuội để vẽ thì rất là khó khăn. Thời gian đầu tôi đã phải lên tận những cái vùng núi đá cao có sông suối như trên Lào Cai hay Quảng Ninh để tìm ra được nguồn đá để mang về. Tranh đá khác với tranh sơn dầu hay là tranh vẽ giấy khác là tranh đá thì nó rất là nhỏ và trơn, nên khi vẽ chúng ta cần những loại bút được tỉa tót rất tỉ mỉ và hết sức nhỏ.
nhiều bút khi chỉ nhỏ, lông của chúng chỉ nhỏ bằng cái đầu tăm. Thành ra đòi hỏi cái người vẽ ấy, cần có một tính tỉ mỉ và kiên trì cao. Though painting on rocks is not a new concept, Kien's artworks on pebbles are among the first in Vietnam to take this handicraft trend to the next level, and the only to this date to feature Buddhist art. With his talent and perseverance, Kien's creative endeavor has gradually been recognized and supported. Unwilling to stop at one shop, Kien is planning to expand his business abroad as foreign customers have started showing interest in his works.